Dạ rồi, hello, xin chào mừng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay và chúc cho tất cả các anh chị một buổi chiều tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn các anh chị nhé. Và chào mừng tất cả các anh chị cùng quay trở lại chuỗi livestream bí kíp gia tăng dòng tiền những tháng cuối năm và đặc biệt là những tháng tháng 11 năm 2023 các anh chị nhé. À rồi, ok các anh chị ha, các anh chị hãy cùng nhau share những cái đường link, share những cái sự chia sẻ của Thanh An đến những người thân bạn bè của mình để nhiều người họ có thể là nhận thêm bí kíp các anh chị nhé. À rồi, Thanh An cũng sẽ chia sẻ cái đường link Zoom được không ạ? À rồi, ok các anh chị ha. Những ngày vừa qua thì Thanh An cùng với các anh chị cũng đã đi qua những cái cách để mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn cũng như là chúng ta ứng dụng những cái thói quen hàng ngày để mà gia tăng dòng tiền, đúng rồi không ạ? Và chúng ta cũng đã đi qua một cái ngày tìm hiểu về những cái tư duy, những cái suy nghĩ của người thành công, đúng không ạ? Và anh chị có tin rằng có một cái điều như thế này nè các anh chị. Làm sao để mà chúng ta có được những cái phản xạ của những con người thành công, của những con người mà mình phải có một cái phản xạ tự nhiên á các anh chị, như những con người thành công các anh chị nhé. Vậy thì anh chị cũng sẽ có được những cái kết quả như những người thành công giàu có, được không ạ? Giống như á bây giờ như thế này nè, anh chị đứng trước những cái sự việc trong cuộc sống của mình mà nó liên quan về tiền đấy, nếu như mà chúng ta có những cái phản ứng, có những cái quyết định và có những cái sự phản xạ giống như người thành công á, thì anh chị có tự tin rằng anh chị cũng sẽ có những cái kết quả giống như họ không ạ? Đấy, bây giờ chúng ta gặp những cái tình huống, chúng ta gặp những cái sự việc, chúng ta gặp những cái sự kiện mà chúng ta cũng có những cái quyết định và chúng ta cũng có những cái sự xử lý những cái trường hợp đấy như cái cách là những người thành công họ làm á, thì anh chị có tự tin rằng mình có được cái kết quả thành công giống như họ không ạ? Đấy, có không anh chị ơi? Có chứ. Nhưng mà sao? Nhưng mà do bản thân mình trước giờ mình hay phản ứng theo bản năng, mình hay phản ứng theo cái bộ tư duy cũ kỹ của mình các anh chị, và chính cái bộ tư duy đó và cũng như chính cái cách mà chúng ta đang hành động các anh chị, cái cách mà chúng ta đang tư duy thì nó dẫn đến cái kết quả hiện nay của mình, được không ạ? Cho nên là sao? Cho nên bây giờ mình cần phải rà soát lại. Mình cần phải rà soát lại, mình xem thử những cái tư duy nào á mà nó không hỗ trợ cho mình thì mình lấy ra các anh chị, mình lấy ra mình gieo lại những cái hạt giống về tư duy, về niềm tin và nó hỗ trợ cho mình, được không ạ? Và đầu tiên á, mình phải nhận biết được rằng mình đang có những cái tư duy nó không hỗ trợ của mình các anh chị nhé, và chính cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái tài chính của mình, ảnh hưởng đến kết quả hiện tại của mình và ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái khía cạnh của mình các anh chị ha. Và bởi vì á, trong cuộc sống của mình có những cái tư duy, mình có những cái niềm tin nó chưa có đúng, cho nên á, là mình sẽ cài đặt lại và mình sẽ cần phải thay đổi những cái điều đó các anh chị nhé, được không ạ? Và hôm qua thì chúng ta cũng đã đi qua cái tư duy đầu tiên trên cái hành trình xây dựng cái sự thịnh vượng của mình đó các anh chị. Đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình các anh chị ha. Và chúng ta có một cái tư duy đó là gì? Đó là tôi tạo nên cuộc đời của tôi, chứ không phải là yếu tố bên ngoài đâu các anh chị nhé. Không có một cái yếu tố gì ngoài kia nó gọi là nó hình thành nên cái cuộc đời của các anh chị đâu, không phải là do người này do người kia, do cung này cung kia, do tử vi đâu các anh chị, mà bởi vì cái quy luật của cuộc sống nó là quy luật của niềm tin, và anh chị tin như thế nào thì nó diễn ra y chang như vậy và nó tương đương chính xác với cái niềm tin của các anh chị, được không ạ? Cho nên mình cần phải lựa chọn những cái niềm tin, mình lựa chọn những cái niềm tin thì mình mới sống được các anh chị. Mình có niềm tin thì mình mới sống được, được không ạ? Mình phải lựa chọn những cái niềm tin nào mà nó giúp cho các anh chị có năng lượng, và nó giúp cho các anh chị có cái động lực hỗ trợ cho cái sự thành công của mình, được không ạ? Và cái tư duy tiếp theo của những người thành công giàu có, đó là gì? Đó là họ luôn tham gia cuộc chơi về tiền bạc với một cái mục tiêu, đó là gì? Đó là để giành chiến thắng các anh chị nhé. Họ luôn tham gia cuộc chơi cho tiền bạc để mà giành chiến thắng, và họ tham gia cuộc chơi là để làm gì? Họ quyết tâm giàu có các anh chị, quyết tâm giàu có. Và các anh chị biết không ạ, khi mà Thanh An nghiên cứu những người thành công giàu có thì Thanh An thấy được rằng họ luôn luôn có một cái mục tiêu rất là rõ ràng về cái điều mà mình mong muốn. Cái lý do mà tại sao chúng ta chưa đạt được cái điều mà mình mong muốn là
bởi vì chúng ta chưa biết rằng mình thật sự mong muốn cái điều gì các anh chị, hoặc á, là mình đã mong muốn cái mình đã biết cái điều mà mình mong muốn rồi nhưng mà mình lại lúc thế này lúc thế kia. Mình muốn giàu lúc thì có là gọi là gì, lúc muốn giàu lúc thì lại là không muốn nhiều tiền. Và chính những cái điều đó nó dẫn đến mình là nó có những cái mâu thuẫn nội tâm các anh chị, và nó đến từ những cái giới hạn trong quá khứ của chúng ta, từ cái việc mà chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta trải nghiệm, được không ạ? Chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta trải nghiệm về cái tiền bạc, về cái sự giàu có, về người giàu. Cho nên là sao? Cho nên á, đôi khi á, mình thấy là gì, những cái người giàu á, mình đang rất muốn giàu có, mình thấy người giàu mình rất là ngưỡng mộ. Mình đôi khi mình lại nghe những cái câu chuyện về người thành công không có tốt anh chị, thế là mình lại sợ là mình trở thành người thành công mà mình lại trở thành người không tốt như thế. Và mình sợ rằng người ta sẽ đánh giá mình sợ rằng người ta sẽ kỳ thị mình. Vậy thôi á, mình nói rằng mình không muốn giàu nữa. Cho nên là sao ạ? Cho nên thường á, chúng ta không đạt được cái điều mà mình muốn, bởi vì thứ nhất chúng ta thường hay phó thác cuộc đời của mình cho mọi sự gọi là gì ạ, vạn sự là do ý trời á các anh chị. Bây giờ trời sắp sao á, thì là theo như vậy. Bây giờ trời sắp giàu á, thì cho giàu, và số mình chỉ có tới đó thôi. Tức là sao, tức là mình phó mặc cho số phận các anh chị. Và anh chị đã học được cái tư duy về chịu trách nhiệm cuộc đời của mình rồi. Thế thì câu chuyện đó là gì? Đó là cuộc sống của mình là do mình chịu trách nhiệm các anh chị nhé. Và đầu tiên đó là gì? Mình hay bị có một cái tư duy đó là mình phó thác. Mình để cho những cái người xung quanh của mình gọi là gì? Họ quyết định cái cuộc đời của mình. Cái loại cái kiểu người thứ hai á, đó là gì, đó là họ biết được cái mục tiêu của họ rồi nhưng mà sao, nhưng mà họ lại còn không gọi là gì, họ không có cái sự chú tâm á các anh chị đấy. Họ biết những cái điều mà họ muốn là gì nhưng mà họ không có rõ ràng bên trong tâm trí của mình một cách chính xác. Tức là sao, tức là họ lúc thế này lúc thế kia, tức là họ có rất là nhiều cái họ muốn trong tâm trí nhưng mà họ không có biết cách sắp xếp xếp cái nào để mà họ đạt được đầu tiên. Và tất cả những cái người thành công các anh chị, tất cả những cái người thành công trên thế giới họ đều biết chính xác được cái điều mà họ mong muốn là cái gì, và cái điều đó cực kỳ rõ ràng và họ rất là tin tưởng. Họ rất là tin tưởng, họ là cái người thuyền trưởng tạo nên cái cuộc đời của họ luôn, và họ rất là tin cái điều đó, và họ không có để bất kỳ ai, hay là không có để bất kỳ một cái thế lực nào, hay là một nhân tố nào, hay một cái sự kiện nào có được quyền đánh giá hoặc là tác động hoặc là ảnh hưởng tới họ, tới cái đích mà họ muốn hướng tới. Họ không có để những cái sự việc xung quanh hoặc là họ không có để những cái yếu tố xung quanh chi phối họ đâu các anh chị. Họ có được cái điều họ muốn và họ rất là tin tưởng các anh chị nhé. Đấy, đúng không ạ? Và sau đó là gì? Sau đó là họ hành động một cách rất là mạnh mẽ, rất là quyết tâm. Họ hành động một cách kiên trì, mạnh mẽ, quyết liệt để đến khi mà họ đạt được cái điều đó thì thôi. Và anh chị nhớ nè, người thành công là người không bao giờ bỏ cuộc, còn người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công anh chị nha. Đấy, họ luôn luôn có được cái đích đến của họ là cái mục tiêu đấy. Có thể là họ đi đường này không được thì họ đổi, họ đi cái con đường khác, họ đổi cái cách thức để họ đi các anh chị, nhưng mà sao, nhưng họ không bao giờ họ thay đổi cái mục tiêu mà họ hướng đến các anh chị nha. Và cái mục tiêu của họ là đó là đều là những cái mục tiêu lớn hết. Họ không bao giờ suy nghĩ là đi làm chỉ để đủ sống hay là kiếm cơm không thôi đâu các anh chị, hay là chỉ để trả tiền các cái hóa đơn đâu ạ. Mà cái đích đến của họ, cái mục tiêu của họ đó là gì? Đó là họ có một cái cuộc sống sung túc và thịnh vượng. Tại vì á, anh chị biết không ạ? Cái sức mạnh của cái mục tiêu và cái sức mạnh của cái sự tập trung á, nó rất là quan trọng luôn. Và khi mà chúng ta tập trung cái điều gì á, thì cái điều đó mở rộng. Đấy. Vậy nên á, nếu như mà anh chị nào ở đây á, chúng ta đang còn có một cái tư duy đó là gì, đó là đi làm chỉ để kiếm hóa đơn, chỉ để mà trả nợ, kiếm tiền đủ ăn đủ tiêu trong cuộc sống, một ngày 3 bữa cơm thôi, quần áo mặc cả ngày, không ước mơ cao sang, thì anh chị thấy này, đúng y như rằng tất cả những cái cơ hội đến với các anh chị đều là những cái cơ hội bé bé thôi, đúng không ạ? Và nó không có dài hạn. Tức là sao, tức là đó là những cái cơ hội mà anh chị chỉ kinh doanh trong ngắn hạn rồi sau đó anh chị lại đổi cái công việc, anh chị lại đổi cái sản phẩm, anh chị lại đổi cái dịch vụ, tức là nó không có bền vững các anh chị đấy, được không ạ? À,
Khi mà mình có một cái suy nghĩ như vậy, mình chỉ tìm thấy những cái cơ hội nhỏ thôi các anh chị. Mình chỉ tìm thấy những cái cơ hội nhỏ và những cái cơ hội nó không bền vững thôi. Nhưng mà những người thành công họ biết chính xác cái đích của họ rất là rõ ràng ha. Và họ có một cái mục tiêu là gì? Đó là họ phải làm lớn, họ phải có cái sự sung túc và họ phải có được cái sự dư dả. Tại vì những cái người mà họ chỉ mang tư duy mà chỉ đủ ăn đủ mặc thì họ cũng kiếm được tiền các anh chị nha. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi mà họ ra nhà hàng hoặc là ra các cái quán ăn á, thì cái sự khác biệt của cái người á, có cái sự khác biệt giữa cái người mà có mục đích là sự sung túc và dư dả, và một cái người mà kiếm tiền chỉ đủ thanh toán hóa đơn á, chỉ đủ trả nợ và chỉ gọi là gì, những cái người mà không có chỉ đủ đủ ăn thôi các anh chị. Thế thì sao? Thế thì ra nhà hàng á, anh chị thấy là họ không bao giờ là nhìn vào cái cục bên phải, họ chỉ nhìn vào cái cục bên trái. Tức là sao? Tức là những cái người dư dả họ chỉ cần nhìn vào là hôm nay họ muốn ăn cái gì thôi. Bởi vì họ dư dả, họ sung túc mà các anh chị. Còn những cái người mà họ tập trung cái việc mà chỉ đủ ăn đủ tiêu, trả hóa đơn thôi. Thì sao? Thì họ luôn luôn để ý cái cục bên trái là bên bên phải là cái cục giá cả các anh chị nhé. Đi ăn đi uống là họ phải luôn luôn nhìn vào giá cả. Đấy, và họ sợ cái điều đó là gì, đó là sợ cái việc mà chi tiêu á, nó vượt quá cái thu nhập của mình các anh chị. Đấy, cho nên đầu tiên á, chúng ta cần phải rõ ràng bên trong tâm trí của mình đó là gì, đó là anh chị tham gia vào trò chơi tiền bạc hay là cái công việc kinh doanh của mình là để làm gì, cái mục đích cuối cùng là gì ạ, là để có được cái sự sung túc dư dả, đúng không ạ? Và anh chị biết nè, mình chỉ có một cái cuộc đời để sống thôi. Gọi là gì, nghĩ thì phải nghĩ lớn và sống phải sống một cuộc đời ngoại hạng các chị nhé. Được không ạ? Và chúng ta đã biết được cái công thức của người thành công đó là gì? Đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. Vậy thì cái kết quả của cái người thành công á, nó bắt nguồn từ đâu ạ? Cái người thành công và người chưa thành công á, họ khác nhau ở suy nghĩ các anh chị nhé. Họ khác nhau ở suy nghĩ, được không ạ? Vậy thì nếu như á, mà chúng ta chỉ cần có được cái bộ tư duy và cái bộ suy nghĩ của những người thành công giàu có thì chúng ta sẽ cực kỳ tự tin rằng chúng ta sẽ có được cái kết quả giống như họ các anh chị nhé. Và cái thời điểm á, mà Thanh An biết được cái điều đó các anh chị, thì Thanh An cũng là lao vào cái việc mà mình cần phải dùi mài kinh sử, đọc học nghe, rồi từ những cái cuốn sách của những người thành công cũng như cái việc mà mình kết nào giao kết nối với những con người thành công hơn mình, để làm sao để mà mình bứng được cái gốc rễ của mình lên, cái gốc rễ khô cằn của mình lên đó các anh chị đấy. Và cái lớp đất mà đang không có hỗ trợ cho cái sự thành công của mình á, thì sao mình bới cái đó lên, mình nhổ lại cái, mình nhổ, mình đào cái tư duy cũ kỹ của mình lên các anh chị. Cho nên á, khi mà trong cái thời gian mà Thanh An biết được cái điều đó, mình rất là tập trung vào cái việc mà mình thay đổi cái gốc rễ của mình các anh chị nha. Đấy, được không ạ? Và cái sự thành công đó, nó đến từ cái việc gì? Nó đến từ cái suy nghĩ và nó đến từ cái tư duy của mình các anh chị nha. Và mình đã làm đó, thì sao? Mình hãy hướng tới cái sự sung túc và cái sự đủ đầy các anh chị ha. Còn những cái người á, mà họ chỉ có một cái suy nghĩ là đủ ăn, đủ đầy á, thì anh chị sẽ thấy nè, là họ sẽ không bao giờ vượt qua được những cái thử thách. Vì khi mà trên cái hành trình phát triển của mình á, mình cần phải lột bỏ đi cái con người cũ của mình. Giống như á, anh chị cứ hình dung như là gì, giống như là cái việc mà lột da, có đau không các anh chị? Đau đấy. Thế thì khi mà mình thay đổi, mình lột ra những cái thói quen, mình lột ra khỏi những cái tư duy cũ, thì nó bắt đầu nó có những cái tiếng nói nhỏ nói với các anh chị, khiến cho các anh chị không có được thoải mái.
nó làm cho các anh chị không thoải mái. Nhưng nếu như cái mục tiêu của các anh chị nó chỉ nhỏ 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 thôi á, anh chị chấp nhận á là gì, chắc là cái điều này mình không làm được đâu, mình không làm được đâu, thì mình sẽ quay về cái con người cũ các anh chị, mình chấp nhận. Còn nếu như mà những anh chị nào á, mình không chấp nhận những cái điều mà trong cuộc sống của mình đang gặp phải, mà sao ạ, mà mình hướng tới cái sự tự do, mình hướng tới cái sự đủ đầy, mình hướng tới cái sự dư dả và thịnh vượng á, thì anh chị sẽ vượt qua được những cái tiếng nói nhỏ của mình, anh chị cũng sẽ đi tìm một cái con đường nào đấy, chứ anh chị không thể nào mà chấp nhận một cái cuộc sống là nó loanh quanh luẩn quẩn như thế được. Thế thì á, những anh chị mà có một cái suy nghĩ như vậy, thì thường á, họ vượt qua được những cái giai đoạn đầu tiên á, làm sao ạ? Họ vượt qua một cách rất là quyết liệt để mà làm sao để mà thay đổi được những cái thói quen cũ của họ các anh chị nha. Họ thay đổi được những cái tư duy, được những cái niềm tin của họ. Và cái khoảng thời gian nó khoảng tầm là từ 3 tháng đến 6 tháng, những anh chị trong câu bộ mình mà quyết liệt khi với một cái suy nghĩ đó, họ đều có những cái kết quả kinh doanh thành công rất là tuyệt vời các anh chị nha. Và qua được cái giai đoạn đó thì cái con đường nó rất là rộng mở và cái tương lai nó rất là sáng sủa các anh chị. Và anh chị biết không ạ, tiềm thức của mình nó rất là hay. Và luật hấp dẫn đó là gì, cái gì có ở bên trong thì cái đó có ở bên ngoài. Cho nên á, khi mà anh chị bên trong á, có được cái mục tiêu gì thì anh chị sẽ chính xác thấy được cái cơ hội đó, anh chị sẽ thấy được những cái nguồn lực bên ngoài đáp ứng được những cái kết quả mà anh chị mong muốn hướng tới, được không ạ? Cho nên á, có một câu nói của bác Donald Trump đó là gì, đã mất công nghĩ thì hãy nghĩ lớn ha. Đấy, và bởi vì á, cái suy nghĩ của mình á, cái ước mơ của mình á, là không có ai đánh thuế đâu các anh chị. Cho nên là sao? Cho nên mình cứ nghĩ lớn, mình cứ mơ lớn đi các chị. Biết đâu nó thành hiện thực thì sao? Biết đâu nó đạt được thì sao? Cho nên á, anh chị cần phải có đầu tiên mục tiêu rõ ràng bên trong tâm trí của mình. Được không ạ? Và những cái mục tiêu đó nó phải lớn lên các anh chị nhé. Nó phải lớn lên. Nó cái đích đến của nó phải là cái sự thành công thịnh vượng, được không ạ? Chứ đừng đó là gì? Chứ đừng mình chỉ là nhắm tới những cái mà trước mắt thôi các anh chị nha. Đừng chỉ có là những cái này cái kia nhanh thôi các anh chị ha. Được không ạ? Và anh chị cần phải xác định rõ ràng đó là gì? Đó là chúng ta cần phải có một cái lộ trình phát triển liên tục. Mình cần phải học về kinh doanh. Mình cần phải học về những cái mà mình giúp cho mình phát triển tăng trưởng trong dài hạn. Bởi vì anh chị biết nè, những cái điều mà hôm nay mà mình gặp á, thì nó đến từ cái việc mà mình thiếu kiến thức, thiếu tư duy, mình có những cái thói quen của những người chưa thành công, và cái đó nó đến từ cái thói quen của cái việc hành động các anh chị ha. Và nếu như mà anh chị không có liên tục phát triển, anh chị bỏ quên thì ngày hôm sau các anh chị sẽ tiếp tục gặp tiếp. Anh chị giải quyết ngày hôm nay nhưng mà ngày hôm sau anh chị lại gặp tiếp mà, được không ạ? Cho nên là sao? Cho nên là anh chị phải hướng tới cái gốc rễ các anh chị nha. Vậy nên Sanan cũng hay hướng dẫn các anh chị đó là gì? Đó là anh chị hãy liên tục viết vào bên trong cái cuốn sổ mục tiêu của mình đó là gì? Đó là mình phải liên tục mở rộng cái mục tiêu của mình ra, được không ạ? Ví dụ anh chị đạt được rồi, anh chị sẽ tiếp tục đặt lên trước để tiềm thức của các anh chị hiểu được đó là gì? Đó là tiềm thức luôn luôn có những cái mục tiêu mới hơn, và có một cái sự tin tưởng là những cái con người khác họ đạt được rồi thì mình cũng sẽ đạt được điều đó. Mình phải tin tưởng, một cái niềm tin là mình phải hoàn thành được những cái điều mà mình mong muốn các anh chị nha. Có phải là những cái điều mà anh chị mong muốn là bởi vì ngoài kia anh chị thấy là có rất là nhiều người họ đạt được những cái điều đó rồi nên là anh chị thấy thích và anh chị mong muốn đạt được cái điều đó không ạ? Đúng không các anh chị ơi? Có cái điều nào mà anh chị muốn mà trên cái hành tinh này chưa ai đạt được không các anh chị? Có cái điều nào ạ? Tất cả những cái điều mà anh chị muốn thì ở ngoài kia đều có những con người họ đạt được, đều đạt được rồi các anh chị nhé. Những cái điều mà anh chị muốn trên hành tinh này đầy người họ đạt được rồi các anh chị. Và cũng có rất là nhiều anh chị trong câu bộ họ đạt được cái điều đó mà. Anh chị hay nghe tổng kết thành công mỗi ngày. Tuyệt vời không ạ? Và khi mà anh chị tin, anh chị có một cái động lực và anh chị có một cái năng lượng bên trong của mình rất là dồi dào thì chính cái điều đó sẽ giúp cho các anh chị hành động mạnh mẽ. Chính cái điều đó anh chị sẽ hành động quyết tâm và giúp cho mình biến mọi điều bên trong tâm trí của mình trở thành sự thật các anh chị nha. Và chúng ta cần phải có một cái sự cam kết. Đó là gì? Đó là mình có thể là thay đổi chiến lược, mình có thể thay đổi cái cách đi, nhưng mà mục tiêu của mình thì không thay đổi các anh chị nha.
mục tiêu của mình nó không bao giờ thay đổi, đúng không ạ? Cho dù mình có gặp những cái thử thách đi chăng nữa thì mình cũng phải quyết định là mình đi tới cùng để đạt được cái điều đó. Vậy thì khi mà các anh chị quyết định cái điều đó thì bằng một cái cách tuyệt vời là vũ trụ và tiềm thức sẽ thu hút cho các anh chị bẻ cong tất cả mọi thứ để hậu thuẫn cho cái mục tiêu của các anh chị hằng, đúng không ạ? Đấy, cho nên đầu tiên anh chị nhớ nha, đó là gì? Đó là anh chị cần phải rõ ràng về cái điều mong muốn các anh chị nha. Và khi mà các anh chị đi kinh doanh hay là các anh chị đi đầu tư, anh chị cũng phải xác định mình đó là gì? Đó là mình tham gia cuộc chơi để giành chiến thắng, đúng không ạ? Và mình quyết tâm tới cùng, mình cam kết với cái sự thành công của mình nha. Đấy. Vậy nên anh chị hiểu nè, một ai đó họ đạt được cái sự thành công, họ đạt được cái sự giàu có mà anh chị đang ngưỡng mộ ấy, thì anh chị phải hiểu rằng bản thân của họ không phải là may mắn đâu các anh chị nhé. Không có cái gì là may mắn đâu các anh chị, may mắn chỉ có 1% thôi, và phần lớn nó đến từ cái sự quyết tâm, nó đến từ cái sự kiên trì, đúng không ạ? Và Thanh An cũng chia sẻ với các anh chị một cái điều này các anh chị nhé. Có một cái bí mật về não bộ của mình các anh chị. Đó là gì? Đó là tất cả những cái điều mà anh chị suy nghĩ bên trong tâm trí của mình anh chị đều có nó ở bên ngoài hết các anh chị. Cái gì có ở bên trong thì cái đó có ở bên ngoài. Vậy thì quan trọng cái điều gì nó đang có ở bên trong tâm trí của các anh chị. Bên trong tâm trí của các anh chị đang có cái mục tiêu gì? Quan trọng bên trong anh chị đang có một cái mục tiêu gì ạ? Ví dụ một số anh chị ao ước đó là gì? Mình có một cái căn nhà, mình có một cái chiếc xe. Nhưng mà sao? Nhưng mà quan trọng là như thế này nè các anh chị. Có nhiều anh chị thì mình chỉ mong muốn là mình đủ ăn thôi, hoặc là cái gì đó nhỏ 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 thôi, là một túp lều tranh, hai quả tim vàng, rồi chỉ cần một cái mức thu nhập như thế là ổn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nghĩ rằng chỉ nghĩ tới đó thôi thì đúng y như rằng mình chỉ đạt được cái điều đó thôi các anh chị. Cho nên tất cả những cái điều mà anh chị đang có là do anh chị quyết định các anh chị nha. Và mình đừng có than các anh chị. Mình đừng có than, rồi xong rồi mình nói là tôi chỉ cần có chiếc xe máy đi là được rồi, chứ tôi không cần ô tô. Bây giờ anh chị đang có chính xác cái điều đó rồi đó. Đúng không ạ? Anh chị không dám ước mơ cao sang, và mình nghĩ cái điều đó, mình nghĩ tới cái điều đó là mình cảm thấy vui rồi. Đấy, và sao ạ? Cho nên tất cả những cái người thành công họ luôn luôn nói với chúng ta như thế này này các anh chị. Họ nói là sao? Họ có một cái lời khuyên, đó chính là chơi với 5 người giàu, bạn sẽ là cái người giàu thứ 6. Tại vì sao ạ? Vì khi mà mình đi chơi với họ, mình sẽ được nghe những cái tầm nhìn. Họ nói về cái thu nhập của họ, họ nói về cái tài sản của họ, hay là doanh nghiệp của họ đã tạo ra những cái khối tài sản bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, thu nhập như thế nào. Và họ kể cho mình đó là gì? Những cái kiến thức, những cái suy nghĩ, những cái tầm nhìn của họ. Và khi mình nghe các anh chị, mình nghe cái điều đó nhiều, thì những cái điều đó nó có bên trong tâm trí của mình. Nó có bên trong tâm trí của mình ha. Và những cái điều đó có bên trong cái tâm trí của mình thì khi mà mình tiếp xúc hay là mình có mối quan hệ với ai sao ạ? Chúng ta ngoại giao, chúng ta chơi hoặc là thân thiết với ai thì nó sẽ quyết định cái mức thu nhập của mình các anh chị nha. Cho nên anh chị bây giờ anh chị dành thời gian cho ai nhiều, cho mối quan hệ nào, cho môi trường nào nhiều, cho những con người có cái kết quả nào nhiều á, thì đó sẽ là cái kết quả mà anh chị sẽ có tới trong tương lai. Được không ạ? Đấy, hoặc là hay là các anh chị đang là người đi kinh doanh đúng không ạ? Thì anh chị cần phải tìm mọi cách nâng cao cái giá trị của mình lên, để làm gì? Để mình chơi được với những cái người giỏi bên trong ngành của mình các anh chị, để làm sao để mình nghe được những cái sự chia sẻ của họ. Mình nghe nhiều thì mình thấm các anh chị, mình nghe nhiều thì mình thấm, dần dần rồi mình cũng sẽ biết được, mình sẽ có được những cái tư duy, những cái góc nhìn, rồi mình cũng sẽ nằm trong cái top cái ngành của mình các anh chị ha. Vậy nên những cái mối quan hệ mà các anh chị chơi, anh chị chơi với ai cực kỳ quan trọng các anh chị nha. Cho nên có một cái câu nói đó là gì?
đó là anh chị chơi với ai và cái cuộc đời của các anh chị có thay đổi hay không á, nó được quyết định bởi những cái mối quan hệ mà anh chị đang có, bởi những cái cuộc trò chuyện, bởi những cái cuốn sách mà các anh chị đọc đấy. Đấy, cho nên á, những anh chị nào mà chúng ta kinh doanh á, chúng ta làm sao phải phát triển trở thành những cái con người có nhiều giá trị để làm gì ạ? Để chúng ta có thể join vào những cái người top trong cái ngành của mình ấy. Được không ạ? Còn nếu như mà anh chị ở trong câu lạc bộ thì sao? Anh chị phải dành thời gian học tập và theo dõi và tham gia cùng với các anh chị trong câu lạc bộ để làm gì? Để mình xem thử, ố tại sao trong môi trường này có rất là nhiều người họ đang thành công này, họ đang rất là trẻ mà, tại sao họ thành công, họ trẻ mà họ thành công đến như thế? Có những người là gì, nếu như mà họ bình thường để đạt được cái kết quả đó họ có thể mất 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng mà có những cô chú anh chị hoặc anh chị em trong câu lạc bộ chỉ mất có vài năm thôi các anh chị. Và mỗi kết quả ở câu lạc bộ thì không có điển hình các anh chị nha. Mỗi cá nhân khác nhau thì sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau. Quan trọng là cái sự nghiêm túc, quan trọng là cái sự nỗ lực của từng anh chị ha. Và Thanh An khẳng định với các anh chị một điều, đó là gì? Đó là cái kiến thức của câu lạc bộ, anh chị làm ở ngành nghề nào hoặc anh chị ở xuất phát điểm như thế nào, bao nhiêu tuổi không quan trọng các anh chị nhé. Nhưng mà khi anh chị học tập ứng dụng một cách nghiêm túc, kiên nhẫn, làm đúng các bước các anh chị nhé, thì anh chị sẽ chinh phục được từng mục tiêu một của mình một cách rất là dễ dàng, được không ạ? Ngoài kia đôi khi mình gồng quá trời, ngoài kia mình tìm mọi cách quá trời, mình làm quá trời làm, nhưng mà sao, nhưng mà mình vẫn chưa đạt được cái mục tiêu của mình đấy, được không ạ? Cho nên là sao? Cho nên á, là mình hãy tham gia vào những môi trường của những con người mà họ đã thành công đi trước và mình sẽ học tập theo những cái cách mà họ làm các anh chị nhé, và ở gần họ, được không ạ? Rồi, ok các anh chị ha. Vậy thì trong cái tư duy này này, bất kỳ khi mà mình tham gia vào một cái lĩnh vực mình kinh doanh hoặc là mình đầu tư, mình cũng phải xác định đó là gì, mình phải nghĩ lớn lên các anh chị nhé. Ngoài kia, các anh chị dùng ý thức các anh chị. Bình thường là chúng ta chỉ hay dùng ý thức thôi, mà ý thức của chúng ta nó chỉ chiếm có 10% thôi. Ý thức của các anh chị là anh chị dùng những cái gì, anh chị dùng những cái gì mình thấy, dùng những cái gì mà mình đang có. Rồi gì nữa, làm những cái gì anh chị biết và sử dụng những cái gì mà bên trong tầng cái sự kiểm soát của mình, đúng không ạ? Và khi mà anh chị biết về tiềm thức của mình rồi á, anh chị mới thấy là gì, 90% ngoài kia mình đang không có sử dụng, và anh chị sẽ cảm thấy rất là uổng ha. Nếu như mà anh chị không dùng á, thì người khác sẽ dùng dùng các anh chị đấy. Thông qua cái việc gì anh chị biết không ạ? Đó là gì? Đó là họ nhờ các anh chị đi xây dựng ước mơ của họ. Bởi vì cái năng lượng của mình á, mình không sử dụng thì người khác sẽ sử dụng các anh chị ha. Được không ạ? Hôm trước thì Thanh An có một chị chia sẻ như thế này này. Đó là gì? Đó là để mà chị có được một cái mức mà thu nhập 50 triệu á. Ngoài kia chị kinh doanh cũng gọi là đục nghề luôn anh chị, cũng rất là khó luôn, và cũng phải rất là nhiều năm tháng thì chị mới đạt được cái mức thu nhập đấy. Nhưng mà khi mà chị học và cùng với môi trường câu bộ á, chị chỉ đồng hành 2 tháng thôi các anh chị đã đạt được cái mức lợi nhuận là trên 50 triệu rồi đấy. Rất là tuyệt vời ha. Và rất là tuyệt vời, tháng nào chị cũng vượt mấy trăm phần trăm về cái mục tiêu của mình hết các anh chị. Rất là tuyệt vời. Và cái kết quả ở đây á, thì Thanh An chia sẻ với các anh chị đó là gì? Với mỗi người, cái sự nghiêm túc, cái sự kỷ luật của mỗi người là khác nhau các anh chị. Những người khác nhau thì sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau các anh chị nhé. Còn bộ công thức của câu lạc bộ á, nếu như mà chỉ đúng với một hai người thì có thể là đó là do cái sự may mắn. Đúng với nhiều người thì có thể là do họ giỏi, nhưng mà đúng với hàng nghìn người thì đó là công thức rồi các anh chị ha. Đó là công thức rồi các anh chị nha, được không ạ? Đấy, anh chị nghe những cái câu chuyện thành công của câu lạc bộ, anh chị vào những cái buổi dung của câu lạc bộ, anh chị thấy ăn mừng thành công thấy có nhiều không ạ? Rất là nhiều ha. Đấy, những cái câu chuyện rất là tuyệt vời các anh chị. Đấy, khi mà anh chị ở gần những con người thành công, khi mà các anh chị tiếp xúc với một cái môi trường thành công, nó rất là quan trọng luôn các anh chị. Bởi vì chính cái điều đó nó sẽ khiến cho các anh chị mở rộng cái tầng tư duy của mình lên rất là nhiều, được không ạ?
Khi mà chúng ta tiếp xúc ở gần những cái con người thành công, chúng ta sẽ thấy được cái tầm nhìn của họ, nghe nhiều về những cái tầm nhìn của họ, nghe họ chia sẻ rất là nhiều, và bắt đầu là sao? Chúng ta coi thấy được cái hành trình của họ, rồi gì nè? Mình thấy được cái hành trình của họ, mình cũng thấy là họ cũng có những cái xuất phát điểm giống như mình, và chính cái điều đó nó sẽ gia tăng cho mình những cái niềm tin, các anh chị ha. Đấy. Được không ạ? Và chính cái niềm tin đó nó sẽ giúp là cái ngọn lửa giúp cho các anh chị đi tiếp trên cái hành trình của mình, và từng bước mình chinh phục được cái mục tiêu của mình, các anh chị ha. Đấy, và đó cũng chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị trong cái buổi chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Và trong những cái ngày tiếp theo, Thanh An sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái thói quen của người thành công, các anh chị nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi Zoom và những buổi chia sẻ tiếp theo, các anh chị ha. Xin chào cả nhà.